Anh em, video hôm nay thì mình xin test làm video test cái độ bền va đập và cái độ chống nước của súng pin Hukan hàng chính hãng nội địa anh em nhé. Thì mấy tháng vừa rồi thì mình có cung cấp cái mặt hàng này, súng này cho anh em, số lượng nó quá chi là nhiều rồi. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm video để test cái độ bền của nó anh em nhé. Ok, súng này thì phù hợp với những các anh chị sửa xe máy, ô tô, cơ khí. Điện dân dụng, điện lạnh, nói chung là anh, hoặc là các hộ gia đình muốn mua cái gì, anh em muốn mua về xài cái gì, công việc trong cái công việc gì thì xài anh em nhá. Thì ngày hôm nay tôi sẽ test cái độ bền của nó anh em nhá. Đây, tôi sẽ test cái độ bền của nó. Ok, vẫn chạy ngon anh em nhá. Ok, thế tôi sẽ tháo ra đây luôn anh em nhé. Tôi tháo vào nước luôn anh em này. Ok, anh em thấy không? Máy hoàn toàn kháng nước hoàn toàn anh em nhé. Ok, đây. Anh em thấy là hàng nội địa nó quá kinh khủng luôn anh em. Cái loại súng này, hàng nội địa này thì anh em không thể so sánh được với cái loại hàng nhái Makita hoặc là Hitachi Boss, hàng Boss trên hàng nhái trên thị trường thôi anh em nhé. Và bây giờ tôi sẽ test trên xe. Đấy, khẩu 14 đây. Ok, em thấy chưa? Rồi, tôi bắn vào anh em nhá. Ok, bắn vào. Ok, bắn vào. Anh em thấy là nó quá kinh khủng chưa anh em? Đây. Ok, anh em thấy là súng quá tuyệt vời. Ok anh em thấy không? Quá chỉ là tuyệt vời đúng không anh em? Nên là anh em khi mà mua cái súng này thì nó quá kinh khủng anh em nhé, cái độ bền của nó quá kinh khủng luôn. Bắn ra. Ok, bắn vào. Ok, thì đi theo máy thì gồm có một thân máy anh em này, một thân máy, một cục sạc, hai cục pin và tất cả là 10 đầu khẩu từ 8 đến 24 anh em nhé, và một khẩu để cho anh em thợ bắn máy tôn, cơ khí để bắn vít. Và cái đầu này là đầu đa năng 1/2, có kèm theo mưa, có bắn vít luôn anh em nhé. Như vậy là anh em cần cái súng hàng nội địa Hukan Z900 này thì cứ gọi vào số điện thoại, tôi xin lỗi, anh em nhắn tin cho mình, nhắn tin vào Facebook cho mình thì mình sẽ cung cấp, hay là mình gửi hàng về đến tận nhà cho anh em. Anh em kiểm tra hàng thì mới thanh toán tiền. Video hôm nay thì mình xin kết thúc ở đây. Anh em cần hàng thì cứ nhắn tin cho mình. Xin chào và hẹn gặp lại.